chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Khám phá vai trò và tập tính của rơi trong thiên nhiên. Rơi là một trong những động vật đặc biệt nhất trên thế giới. Bên cạnh việc là đại diện duy nhất biết bay của lớp thú, loài rơi còn biết sử dụng sóng siêu âm thay thế hoàn toàn cho đôi mắt để định vị và săn mồi trong đêm tối. Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị về loài động vật nhỏ bé này nhé. Thông tin khái quát. Rơi là một loài động vật có vẻ ngoài khi bay rất giống nhau, nhưng để nhận ra sự khác biệt giữa chúng là về kích thước. Kích thước của loài rơi phụ thuộc vào biến thể về ngoại hình của từng con. Loài rơi nhỏ nhất là rơi mũi Hello Kitty, mức độ chiều dài trung bình từ 29 đến 34mm và chúng được xếp vào những loài động vật có vú nhỏ nhất hành tinh. Bên cạnh đó, loài rơi lớn nhất là họ cáo bay với độ bao phủ của bộ cánh lên đến 1,7m và trọng lượng 1kg tương đương 2,2 pound. Các loài rơi rất khác nhau về màu sắc và kết cấu lông, màu da của chúng không đồng nhất về một loại màu sắc. Với hơn 1.200 loài rơi khác nhau có thể thấy sự đa dạng về sắc là rất lớn. Nhìn chung màu da của nó chủ đạo vẫn là những gam màu tối như xám đen, hoặc nâu, có những con có màu vàng cam và kết hợp với các đốm vàng và đỏ. Hình dáng khuôn mặt, chủ yếu làm tai và mõm có kết cấu khác nhau giữa các họ gia đình và chủ yếu là giữa các chi. Trong một số gia đình, một đặc điểm có kết cấu chính có nhiều thịt được gọi là lá mũi bao quanh lỗ mũi. Hình dáng cánh của loài rơi thực chất là cánh tay của chúng. Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, loài rơi có nghĩa là cánh tay bởi vì rơi có 4 ngón tay dài và 1 ngón tay cái. Mỗi ngón được nối với nhau bằng một lớp màng như chúng ta thường thấy ở chân của vịt và ngỗng. Đặc thù của loài rơi là kiếm ăn vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Khi ngủ, chúng thường treo ngược thân mình lơ lửng rồi bám vào vách thường hay vách núi và gấp gọn cánh bao quanh người như một bộ kén bao bọc thân thể chúng. Loài rơi rất ưa bóng tối, vì vậy chỗ ngủ hay trú ẩn của chúng thường là những vách núi hay các hang động, thậm chí là mái nhà của chúng ta. Thức ăn của rơi. Nguồn thức ăn của rơi tùy thuộc vào chủng loại của loài rơi, nhưng thức ăn chính vẫn là côn trùng. Nhờ khả năng bay nhanh, vì vậy những loài côn trùng không phải là đối thủ nặng ký của rơi. Chúng thu thập từ một bề mặt của các hồ chứa, thân và lá cây. Những loài rơi sống ven vành đai nhiệt đới chủ yếu nguồn thức ăn là những hoa quả chín, và chúng ta có thể thấy hàng ngày trên thực tế của cuộc sống như rơi ăn nhãn hay ổi hoặc là hồng. Đồng thời phấn hoa, mật hoa, chim cỏ, thằn lằn hay động vật giáp xác cũng là nguồn thức ăn phong phú của loài rơi. Trong vùng đất Moscow, những người làm nông trại hay làm vườn đã có một đầu óc sáng tạo khi dụ những loài rơi này vào các ô đất, và nhiệm vụ của chúng là tiêu diệt côn trùng gây hại và thụ phấn cho cây. Ở một số nơi trên thế giới, người ta tìm thấy nhiều chủng loại rơi ăn thịt như chim, ếch, thằn lằn và những con gà nhỏ. Tất cả điều này được bao gồm trong chế độ thức ăn của rơi ăn thịt. Những chủng loại hay các thể này có sự khác nhau về ngoại hình so với các cá thể ăn sâu bọ. Chúng có thân hình bành trướng hơn hẳn, kết hợp cùng hàm răng sắc nhọn và khả năng kết liễu con mồi tốt nhờ bộ cánh rộng của nó. Hàng năm người ta không tìm thấy các loài rơi xuất hiện vào mùa đông bởi vì chúng đã chìm vào giấc ngủ đông, thời điểm đi săn mạnh nhất của rơi rơi vào khoảng điểm mùa thu. Vì đây là giai đoạn mà chúng cần tích trữ đồ ăn hay tích trữ chất béo, vì trước khi lạnh, khi đó rất khó để tìm kiếm thức ăn. Một đặc điểm khá thú vị khi rơi rơi vào trạng thái ngủ đông thì quá trình trao đổi chất hay nhiệt độ của cơ thể giảm xuống sâu đáng kể đến mức chúng đóng băng theo nghĩa đen. Tập tính sinh sản của rơi. Như thông số ở trên thì rơi là loài động vật có vú, vì vậy chúng có hình thức sinh sản là đẻ con thay vì đẻ trứng và nuôi con bằng sữa mẹ. Rơi con khi không được chăm sóc thường sẽ rơi xuống đất. Thời kỳ sinh sản của chúng rơi vào đầu mùa hè khi nguồn thức ăn phong phú và đầy đủ. Khi sinh thì rơi con sẽ bám víu mẹ, và loài rơi phát triển rất nhanh cho nên gây cản trở rất lớn tới rơi mẹ khi bay hoặc tìm kiếm thức ăn. Vì vậy mỗi năm rơi mẹ chỉ sinh một con và để dễ dàng thuận tiện nuôi chúng. Trong 3 tuần lễ, rơi có thể phát triển đầy đủ nhưng chưa hoàn chỉnh. Khi sinh ra, chúng thường sống trong các hang động, cây cối hay cọc gỗ. Rơi con thường bị rơi xuống đất khi không được chăm sóc. Tuy nhiên, rơi con có thể bám vào mẹ và cùng di chuyển. Rơi con phát triển nhanh nên sẽ rất khó khăn nếu rơi mẹ phải mang một lúc nhiều con. Đó là lý do tại sao một năm rơi mẹ chỉ sinh một lần. Khả năng bay là bẩm sinh, tuy nhiên khi mới sinh đôi cánh của rơi quá nhỏ để bay. Các loài rơi nhỏ thuộc phân bộ Microchiroptera bay được khi chúng được 6 đến 8 tuần tuổi, trong khi các loài rơi lớn thuộc phân bộ Megachiroptera phải mất 4 tháng mới biết bay. Rơi trưởng thành khi được 2 năm tuổi. Tuổi thọ trung bình của rơi là khoảng 20 năm, tuy vậy số lượng rơi không được nhiều do tỷ lệ sinh thấp. Loài rơi trong văn hóa và đời sống con người. Hình ảnh con rơi được nhân hóa và sử dụng nhiều qua phim ảnh và các câu chuyện.
Theo một số tín ngưỡng và mô tả thì rơi là một loài vật hút máu và độc ác, nhưng trong phim ảnh rơi lại được nhân hóa trở thành một siêu anh hùng giải cứu loài người. Trong văn hóa, rơi được tái hiện qua nhiều phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh. Theo đó, rơi thường được mô tả là một loài vật hút máu với hàm răng nhọn hoắt trắng ghê rợn, chúng hại người, xúc vật, là hiện thân của ma cà rồng. Một số nhân vật hư cấu có liên quan đến rơi như người rơi, Batman của Mỹ là một anh hùng, phi thiên biển bức Kha Trấn Ác, sư phụ của Quách Tĩnh hay thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu trong tiểu thuyết của Kim Dung, biên bức công tử trong tiểu thuyết của Cổ Long, Phan Văn Đỉnh trong đặc vụ rơi. 5 năm. Trong văn hóa của những người Á Đông thì hình ảnh con rơi lại thường được sử dụng để trang trí nhờ quan niệm rằng loài rơi sẽ mang lại nhiều may mắn. Trong đời sống của con người thì rơi cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ mùa màng bằng việc diệt sâu bọ, giúp cho hoa thụ phấn và phát tán hạt cây giúp cây được nhân giống một cách rộng rãi. Chúng ta vừa tìm hiểu về một số đặc tính cũng như ý nghĩa của loài rơi trong đời sống con người. Hy vọng bài viết này sẽ trở nên hữu ích với những ai đang cần tìm hiểu về con rơi, loài động vật có vú đông đảo nhất hiện nay trong thế giới động vật. Rơi rất đa dạng về giống loài. Bộ rơi là một trong những bộ có số lượng loài đa dạng nhất trên thế giới. Đến nay, các nhà khoa học phát hiện khoảng 1.240 loài rơi khác nhau. Số lượng loài rơi chiếm khoảng 20% động vật có vú trên hành tinh, tương đương với tỷ lệ cứ 5 loài động vật thì có một con rơi. Riêng ở Mỹ, các chuyên gia đã phát hiện hơn 50 loài rơi khác nhau. Tất cả các cá thể rơi trên trái đất, gồm khoảng 1.200 loài, được chia thành hai phân bộ chính là Megachiroptera, rơi lớn, và Microchiroptera, rơi nhỏ. Bên cạnh sự đa dạng về loài, rơi cũng rất đa dạng về kích thước, từ loài rơi Acerodon jubatus khổng lồ với sải cánh lên đến 1,5m, cho đến thành viên tí hon rơi Itty Bitty sở hữu sải cánh chỉ vòn vẹn 15cm. Được biết, hầu hết các loài rơi đều ăn trái cây và sinh vật nhỏ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 3 thành viên của bộ rơi có khả năng hút máu, có lẽ đây cũng chính là lý do mà loài động vật này bị gắn với hình tượng ma cà rồng. Loài rơi cổ này có cách bay và ngoại hình khác với loài những loài rơi ngày nay. Onyxon isiteris có móng trên cả 5 đầu ngón mỗi chi trước, trong khi các loài rơi hiện đại có nhiều nhất 2 móng. Chúng cũng có chi sau dài hơn và cẳng tay ngắn hơn rơi ngày nay, thuận tiện cho việc bám lên cành cây. Đôi cánh ngắn, rộng không làm chúng bay nhanh và xa như rơi hiện đại. Mặc dù đập cánh nhưng Onyxon isiteris cũng chỉ lượn từ cây này sang cây khác, phần lớn thời gian chúng chỉ leo và bám trên cây. Rơi là loài động vật có vú duy nhất biết bay. Dù có khả năng bay lượn nhưng rơi là một loài động vật có vú chính hiệu 100%. Theo đó, qua quá trình tiến hóa, loài thú này đã hình thành lớp da mỏng kết nối chi trước với cơ thể, hình thành một đôi cánh đặc biệt giúp chúng có thể tiếp cận bầu trời. Ngoài khả năng bay lượn, rơi vẫn giữ lại hầu hết những nét đặc trưng của động vật có vú, đặc biệt là việc nuôi con non bằng sữa mẹ. Các loài trong bộ này có nhiều nét chung với thú ăn sâu bọ và có thể coi như một nhánh thú ăn sâu bọ thích nghi với vận chuyển bay. Chi trước biến đổi thành cánh da, ngón tay, trừ ngón một rất dài và căng màng da mỏng không lông. Màng da nối không chỉ chi trước với chi sau và cả chi sau với đuôi. Cơ ngực lớn, rơi còn đặc trưng với tư thế treo thân độc đáo, đu mình treo ngược. Rơi phát siêu âm với tần số 50.000 đến 70.000 Hz. Nhờ tiếp nhận siêu âm vào tai, rơi có thể ước lượng khoảng xa của chướng ngại vật. Tuy nhiên, bất cứ con rơi nào cũng không chỉ sử dụng duy nhất năng lực định vị thuần túy, mà còn kết hợp với sự quan sát từ đôi mắt trong khi bay lượn. Với loài rơi thường ăn hoa quả thì hệ thị giác của chúng rất phát triển, với vị trí ngay trên đầu. Riêng với loài ăn côn trùng lại có cặp mắt nhỏ hơn, thường được dùng để xác định cao độ so với mặt đất, nhận biết mức độ ánh sáng, phân biệt ngày đêm để chọn thời điểm đi săn thích hợp, đánh giá kích thước con mồi hay vật cản, cũng như định hướng lúc đang bay tìm mồi. Phân rơi có công dụng làm thuốc nổ. Theo kết quả phân tích của các nhà khoa học, trong phân của loài rơi có chứa rất nhiều muối kali nitrat hay còn được gọi là diêm tiêu. Hóa chất này là thành phần chính trong nhiều loại phân bón. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để làm thuốc nổ và ngòi nổ. Trong quá khứ, đặc biệt là cuộc nội chiến Mỹ, phân rơi được coi là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với cả hai phe. Bởi vì từ thứ chất thải này, người ta có thể chiết xuất ra diêm tiêu, hợp chất vốn khá khan hiếm, để cung cấp cho quân đội. Đây là nguyên liệu để chế tạo ra diêm tiêu, một loại chất màu đen gây nổ. Chỉ cần hòa phân rơi với nước, sau đó cô đặc lại và sấy khô. Cách chế tạo thuốc nổ từ phân rơi cũng rất thô sơ, người ta dùng phân rơi trong hang động hòa với nước, cô đặc và sấy khô, sau đó hòa với bột của than củi để tạo thành hỗn hợp chất nổ. Than củi đóng vai trò là chất khử, còn diêm tiêu đóng vai trò là chất oxy hóa. Bên cạnh đó, phân rơi cũng được ứng dụng y học làm thuốc chữa bệnh. Một số bệnh được cho là có thể chữa được bằng phân rơi như bệnh kinh phong, bệnh về mắt, quáng gà, bệnh hôi nách,
đốt lên cho uống để cho ra những thai chết trong bụng. Phân rơi cũng có tên gọi khác là dạ minh sa hoặc thiên thử phần. Ngoài ra, phân rơi là phân hữu cơ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Đặc biệt trong phân rơi có lượng NPK khá cao, đặc biệt là hàm lượng phốt pho cao nhất. Đây được xem là điều khác biệt nhất của phân rơi so với các loại phân hữu cơ khác. Ngoài ra trong phân rơi có chứa các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng. Trong phân rơi có chứa vô số các lợi khuẩn có lợi cho đất và tiêu diệt các loại côn trùng có hại cho cây. Chính vì những khác biệt trên mà phân rơi được nhiều người tìm kiếm để mua. Trong phân rơi có chứa các vi khuẩn có lợi cho sự phát triển của cây trồng, có thể ngăn chặn được các loại côn trùng gây hại cho đất nên khi sử dụng phân rơi, mọi người sẽ không phải sử dụng các loại thuốc hóa học khác. Do đó, việc trồng các loại cây rau ăn quả vô cùng tiết kiệm cho các khoản chi phí hóa học khác mà lại đảm bảo lượng rau hoa quả cực kỳ tươi sạch. Một hệ vi khuẩn có lợi đa dạng sẽ giúp cho vùng đất rất thích hợp cho cây trồng phát triển. Cải tạo môi trường đất, thân thiện với môi trường, chất lượng sản phẩm tươi ngon, an toàn cho người dùng là tất cả những gì phân rơi mang lại cho người dùng khi bón cho cây trồng. Rơi giúp hoa thụ phấn. Giống như ong và một số loài chim, rơi cũng là loài động vật góp phần quan trọng trong việc giúp cây thụ phấn hoa và phát tán hạt. Để giúp hoa thụ phấn, chúng di chuyển xung quanh bông hoa, uống mật hoa, di chuyển phấn giữa các cây và phát tán hạt. Theo nghiên cứu, loài rơi giúp khoảng 72 loài cây thuốc và nhiều loại cây khác duy trì sự sống bằng cách phát tán hạt và thụ phấn cho hoa. Ngoài ra, trong nông nghiệp, loài rơi được đánh giá là một trong những công cụ giúp người nông dân diệt trừ côn trùng gây hại cho các loại cây trồng. Trong khi phần lớn những loài này côn trùng như sâu bướm hay bọ cánh cứng đều có tác động tiêu cực đến hoạt động trồng trọt, thì thức ăn chủ yếu và ưa thích của rơi lại chính là các loài côn trùng này. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, loài rơi có thể cứu hàng chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho nông dân ở Mỹ. Tuy nhiên, rơi rất sợ nước và bất đắc dĩ mới bay khi mưa. Bằng các đo lường chính xác, các nhà khoa học đã giải thích hiện tượng này. Theo Life Science, các nhà khoa học đã biết được vì sao loài rơi rất sợ nước và không bao giờ dám bay khi trời mưa. Họ đã tính toán thấy rằng nếu bộ lông rơi bị ẩm ướt thì khi bay, chúng phải tiêu thụ số năng lượng nhiều gấp đôi khi bộ lông khô. Nếu như khi bay bình thường, rơi phải tiêu thụ một năng lượng gấp 10 lần khi nghỉ ngơi thì khi bay dưới trời mưa, con số này sẽ tăng lên 20 lần. Đó là lý do những ngày mưa hay ẩm ướt sẽ thường thấy rơi tập trung nơi vách hang, thậm chí là bay vào nhà. Rơi là loài có tính xã hội. Các kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, rơi là loài động vật thông minh và có tính xã hội. Sau khi hình thành bầy đàn, loài rơi Bestin S sẽ chia ra những nhóm nhỏ, gồm khoảng 20 con. Các con rơi cũng có thể rời một nhóm để gia nhập nhóm khác nếu mối quan hệ trong bầy bị rạn nứt. Nhờ vào sự khác biệt trong tiếng rít, rơi có thể nhận ra các thành viên trong nhóm với nhóm khác. Thậm chí nếu không gặp trong một thời gian dài, rơi vẫn có thể tìm cách trở về với các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, đây là loài có thời gian ngủ đông tương đối dài. Thời gian ngủ đông của loài rơi thường kéo dài hàng tháng, thậm chí có thể dài hơn so với thời gian ngủ đông của loài gấu. Hơi thở của rơi chậm dần cho đến khi nhịp tim của giảm xuống còn 25 nhịp mỗi phút, trong khi nhịp tim trung bình của loài rơi là 400 nhịp mỗi phút. Nhiệt độ cơ thể chúng hạ thấp để phù hợp với không khí xung quanh, đôi khi có thể hạ thấp dưới mức đóng băng. Nhiều loài rơi ở Mỹ có thể bay hàng trăm km trong khi di cư theo mùa để tìm kiếm một hang động ngủ đông. Vào tháng 11 hàng năm, hơn 8 triệu con rơi ở châu Phi sẽ di cư đến khu vực công viên quốc gia Kasanka, Zambia. Thiết bị theo dõi được gắn vào các con rơi cho thấy chúng đã di chuyển khoảng 950 km trong một tháng. Vì sao rơi treo ngược cơ thể khi ngủ? Khi nghỉ ngơi hoặc ngủ, rơi luôn treo ngược mình lên, đầu chúc xuống phía dưới, dùng vuốt của hai chi sau móc vào khe hở của vách đá, tường, xà nhà. Khi đi vào một hang núi lớn hiếm có vết chân người, ta thường phát hiện trên đỉnh vách hang treo hàng trăm con rơi. Hang núi lớn chính là nơi rơi thích cư trú nhất. Rất nhiều con rơi còn thích sống ở trong nhà bỏ hoang hoặc dưới mái hiên nhà. Khi chúng nghỉ ngơi hoặc ngủ, luôn treo ngược mình lên, đầu chúc xuống phía dưới, dùng vuốt của hai chi sau móc vào khe. Nếu khi chúng ta bắt một con rơi đặt xuống đất, thì có thể thấy nó sẽ dùng vuốt của ngón thứ nhất chi trước và năm ngón của chi sau bò lê lết, cho đến khi trèo lên được một cây gỗ thẳng đứng hoặc trên vách tường rồi từ đó mới bắt đầu giang cánh bay tiếp. Tại sao rơi không nằm phủ phục xuống hoặc nằm nghỉ ngơi mà lại treo ngược mình lên như vậy? Khi ngủ, rơi quay đầu xuống dưới và chân bám chắc vào một vật nào đó nhằm cấp đủ máu cho não, giúp chuyển hóa máu chậm lại. Tư thế ngủ này cũng giúp rơi thoát nhanh khi cần thiết. Khác với chim hay côn trùng, đôi cánh da của rơi không đủ lực để có thể dễ dàng nâng chúng từ mặt đất lên không trung. Do đó, lúc nghỉ ngơi, rơi luôn chọn một vị trí ở trên cao để khi cần bay lượn, chúng chỉ việc thả mình xuống, lợi dụng lực cản không khí hỗ trợ cho việc cất cánh. Để thích nghi với trạng thái nghỉ và cơ chế bay độc đáo,
Loài rơi tiến hóa để có kích thước nhỏ gọn, tim có thể dễ dàng lưu thông máu ngay cả khi lộn ngược. Ngoài ra, để hỗ trợ lượng lớn oxy cần thiết khi bay, rơi có một trái tim đặc biệt phát triển, lớn gấp 3 lần các loài động vật có vú cùng kích thước khác và có khả năng vận chuyển máu cao hơn. Tâm nhĩ phải của nó rất lớn, khi tâm nhĩ phải giãn ra, nó có thể bơm rất nhiều máu tĩnh mạch. Trong khi con người hay các loài vật phải nắm chặt và sử dụng năng lượng cơ bắp để nắm lấy thứ gì đó, nhưng rơi thì không. Móng vuốt của chúng độc đáo ở chỗ chúng không dùng năng lượng để bám vào vật thể. Ngoài ra, khi mùa đông đến, rơi cũng có tư thế treo ngược mình lên để ngủ đông, như vậy có thể giảm bớt được sự tiếp xúc với đỉnh hang lạnh giá. Hoặc có một số con rơi có thể vùi đầu và thân vào trong màng cánh, cùng với bộ lông mềm mọc dày trên mình nó có thể có tác dụng ngăn cách hẳn với không khí lạnh ở bên ngoài. Rơi có thể treo ngược trong thời gian dài, bao gồm cả trong thời gian ngủ đông và thậm chí sau khi chết. Một số loài rơi có thể ngủ đông từ 5 đến 6 tháng và sống sót thông qua một lượng mỡ nhỏ mà cơ thể dự trữ. Thông thường, rơi bắt đầu hoạt động vào khoảng hoàng hôn và rời khỏi tổ để săn tìm thức ăn. Rơi vương miện có kích thước lớn bằng cơ thể con người. Nhiều người không tin vào mắt mình trước kích cỡ to lớn của con rơi. Một số ý kiến còn cho rằng sinh vật này không phải là rơi mà là quái vật vì quá khổng lồ. Tuy nhiên, sự thật là sinh vật này hoàn toàn có thật. Theo đó, chúng là loài rơi có nguồn gốc từ Philippines, được gọi là rơi cáo bay vương miện vàng khổng lồ. Chúng cũng được gọi là rơi vương miện vàng, là một loài ăn quả thuộc họ rơi Megabat lớn nhất thế giới. Rơi vương miện vàng có chiều dài cẳng tay dài nhất trong số các loài, kích thước lên tới 21,5 cm. Sải cánh của chúng cũng có độ dài ấn tượng từ 1,5 đến 1,7 m, đủ để bao phủ một con người có kích thước trung bình. Bản thân rơi vương miện vàng cũng có thể nặng tới 1,4 kg. Trong khi nhiều người cho rằng những con rơi này khá đáng sợ thì chúng lại hoàn toàn vô hại. Rơi vương miện vàng chủ yếu ăn trái cây, lá cây và nguồn thực phẩm chính của chúng là quả sung. Những con rơi này dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ vì chúng cũng sống về đêm như những loài rơi khác. Giống như tất cả các loài rơi Megabat, rơi vương miện vàng khổng lồ không thể định vị hoặc sử dụng âm thanh tần số cao để điều hướng. Bù lại, chúng có thị lực tốt và sử dụng thị lực để bay cũng như tìm kiếm thức ăn. Đôi cánh lớn của chúng có chức năng kép. Ngoài việc cho phép nó bay ở tốc độ cao, đôi cánh còn bảo vệ nó khỏi cái lạnh bằng cách bao phủ toàn bộ cơ thể vào mùa đông. Và khi trời rất nóng, loài rơi này vỗ cánh để hạ nhiệt độ cơ thể. Trong khi nhiều người cho rằng những con rơi này khá đáng sợ thì chúng lại hoàn toàn vô hại. Rơi vương miện vàng chủ yếu ăn trái cây, lá cây và nguồn thực phẩm chính của chúng là quả sung. Những con rơi này dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ vì chúng cũng sống về đêm như những loài rơi khác. Loài rơi cáo bay vương miện vàng khổng lồ hiện đang được bảo vệ bởi Công ước Quốc tế và nằm trong danh sách các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, ngay cả khi loài rơi này được luật pháp Philippines và luật pháp quốc tế bảo vệ, nạn săn bắn, buôn bán chúng vẫn diễn ra, khiến chúng biến mất hoàn toàn khỏi nhiều hòn đảo ở Philippines như Panay và nhiều khu vực của Cebu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!